Chạy đi đâu? Trời ơi, 16 máu. Gì đây? Bắn hai tẻ. Trời ơi. Kẻ, mình cứ bắt đầu, mình cứ bắt chồng à. Kẻ. Hai tôi bị khúc đạn thiệt. Bom con hoa đâu rồi? Hay rồi. À, con băng, con băng. Hay quá được. Trời ơi. Chẳng gạt được. Đâu muốn làm hội họp đâu mà kiểu như thiên thời địa lợi nó muốn nhảy cho mình hội họp. Vô ơi vô. Vậy nhảy đâu vậy? Nhảy chung tắm. Kêu qua má. Mày nói à nào? Ai mà biết được. Ok kìa. Ở đây đóng mày nói một hồi. Chung tắm không sang. Không, làm gì có. Okay. Kêu nhảy thành phố mà. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Không có. Kêu này mà. Rõ ràng kêu thành phố mà. Rồi mày thấy có ai không? Mày thấy có ai không? Tàu lao. Nó biết mình nó sợ thì chịu thôi. Phú kêu thành phố anh ơi. Indo love Việt Nam. Dạ thành phố. Ok Việt Nam. I love you. Indo. Chụt. Ok. Hello, how are you doing today? I don't have a problem. I have to say what? Dạ cha anh. Ừ ok. Hay. Tuyệt vời. Anh không. Thôi bị chiến đó. Cho cái này cho thôi. Em đang tính cho chắc cho đồng khóa đi Nga đây. Chắc bình lít. Đâu cần cho okay. Ok. Hello. Hơi bị chiến mọi người ạ. Ủa mày giết thằng nào? Thằng nào chạy lôi nho cho mày giết kìa. Nó bị tự kỷ, nó chạy vòng vòng. Ê, tay trái này góc 3 phút 5 kìa. Chạy đi đâu? Đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Mày hơi chiến rồi đó. Mày nhảy ra nó mày chạy đúng không? Chạy đi. Đóng nó. Trời ơi 16 máu. Tuyệt vời. Hốt hàng được nói cái. Nữa giờ. Hello Kim Châu, what do I have for your trời má nữa hả? Ok. Quantumman. À giờ này nó chạy đi nào mà nó đi nào. Tuyệt vời. Anh thấy khá là hấp dẫn á. Anh nghĩ nên cho đi học. Ok. Các bạn dịch hộ mình với. Bắn xong cái giải rồi là ao trình rồi. Chưa lâu Kim Châu mình cho bắn mê ông Minh Đồ ấy. Rồi sang cũng biết tao nấu ăn đó mày. Đồ hoài. Đấy. Thôi sang cũng biết tao nấu ăn à, hôm qua comment bài của Hùng Bảnh kêu Kim Cho nấu ăn. Á đù luôn. Hồi sang á hả? Đúng. À, hồi sang ấy. Hồi sang. Good. Hồi sang. Good game to 28. Thằng Banda nó kêu mình lên thay November for FFC. Ok, cảm ơn là gì à? Sun thăng D-Dub, thăng Jim F. Hiện tại có 26% bạn đã đăng ký, 74% bạn còn lại xem video nhưng chưa bấm vào nút đăng ký. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký để ủng hộ cho Hedmobile nha. Cầm cọt cơ. Biết rồi, thấy nó chạy trong nhà anh này. Chạy lên trên lầu á. Chờ lượng xuống kìa. Tiếp nét anh, tiếp nét anh. Đúng rồi, chạy đi em, đúng rồi. Gì đây? Bắn hai tẻ anh. Trời ơi. Hai tẻ vô bắn không? Ở dưới kìa. Dưới trò cửa. Thiếu rồi đó, 150 rồi. Mấy ông ơi, mấy ông comment. Mấy ông comment người Việt Nam là chuyển sang Việt Nam mà nói. Tôi không biết gì hết. Đâu mà. Thấy mà tao tức á. Order team. 32. Air good bird heavy sorry. Còn anh tiếng Anh hồi cái lời hồi ngáo luôn. Who excel. Tiếp tiệt. Cẩn thận người Việt ngồi Việt người cho nên người Việt bình luận tiếng Anh nó cho à. Kiểu đấy. Mấy ông tàn khốc thiệt. Gốc Việt. Gốc hai. Tiếng Anh. Hai. Ở đâu vậy? Đúng là mấy ông Indo gốc Việt. Không thể tin nổi. Nó ba. Ghê à. Do you know speak Vietnamese? Còn đâu nữa em không biết nữa. I don't speak Vietnamese.
Đúng rồi, Phú bắn như cái máy phát cỏ. I don't know speak Vietnamese. Ông ta thằng của đó ta. Em biết thằng bồ nó ở đâu rồi. Thằng bồ nó chạy lên cái mẹ thôi. Ẩu quá ông nội. Cái mẹ tao rồi. Đi cứu. Ôi trời ơi, mấy ông cứ cầm mình tiếng cái gì đâu à? Ở đây đúng không? Nói mà lú. Hả, mày quét nó chơi em nè anh. Đâu? Báo vị trí đi anh. Đấy. Chơi nó cho. Trong nhà bắt đầu á. Sụp thế này thì đi là đúng rồi, đúng rồi. Sụp thế này đi là đúng rồi. I'm from Indonesia. I love Kim Chong, I love Heavy. Ok, ok. Trong nhà bắt đầu á. Nữa. Con su không? Mãi con nhỏ này nó kè mình luôn kìa. Quý Kim Chong. Sao ta? Ủa? Ơ kìa. Anh xe có thằng sau lưng anh á, anh xe. Má nó kè mình luôn kìa. Tao mà có súng anh tao bắn mày. Kè, mình chưa bắt đầu, mình chưa bắt vòng à. Ok. Thì mình lú rồi đó. Ôi, có thằng xe lên kìa anh xe rồi. Mình lú rồi đó. Níp anh xe rồi, níp anh xe rồi, níp anh xe rồi. Thôi xong rồi. Nữa cái UAV. Ủa? Chết lên trên sang. Hiếp đi. Hiếp đi bạn. Hiếp đi. Hiếp hộ cái. Trên nhà. Nhỏ đó yêu máu Phú rồi. Nhỏ đó yêu máu. Có một trên nhà anh. Hai người bị khốn nạn thiệt. Trên nhà hả? Cái con nhỏ bông bông gì đâu rồi? Nóc, nóc, nóc lại móc một nữa rồi. Lên này Phú. Tao anh. Cái bông bông con hoa đâu rồi? Hay rồi. À, con băng. Ở đâu vậy? Trời má làm hết hồn tròn. Trên lầu 3 kìa. Ủa? Làm có ai ba? Thằng ma là đâu? Ảo game rồi. Ơi! Hay quá tuyệt vời bạn ơi. Đứng đây làm gì bạn? Ai mà biết được? Cho biết nói tiếng Ấn Độ không cho. Không. Chịu đấy. Nói tiếng mẹ đẻ còn hinh thui đây. Em nè. Ok lên nè. Ghê tao hả mày? Nhảy ẩu hả mày? M4A1Z hả mày? Ê Vũ, mày bắn thằng đó trong vòng luôn á Vũ. Gì? Cái góc của tao là thằng đó đang đứng trong vòng luôn á. Nó nhảy ra rồi. Kêu nhiều thế. Ôi ôi ôi, nó thục kè. Sơn Tùng. Ôi ôi. Vẫn gạt được. Vẫn gạt được là hay lắm luôn á. Nó cực mà mình muốn rớt tim ra ngoài luôn á ông nội. Lại cái con nhỏ đó nữa, đậu xanh rồi đó. Vãi đại chết. Trên rồi. Hello mọi người nha. Ai chưa theo dõi, muốn theo dõi giúp mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em bắn 2 viên AC-10 rồi. Quá. Còn một đâu ta? Rồi xong rồi. Cắn bò nữa đúng không? Ờ chơi đồi. Không cho. Nó chết chắc. Ngon quá. Rồi xong. Nó bắn gì ghê. Có bắn nha chứ. Cái thằng Tom này nha. Lì quá. Mày mà nói chuyện tiếng Anh một lần nữa bố mày khóa bỏ mày. Lì, ôi là lì. Cái thằng Tom khóa mọt. Hello, mày tao nói rồi mà. Ôi, dừng lại xíu nào, có ai chưa bấm nút đăng ký không vậy? Nhớ bấm đăng ký và bật chuông lên để ủng hộ cho F Mobile nha.